Hello các bạn nha. Bạn hôm nay là ngày 2 tháng 12 rồi. Thì hôm nay là ngày đầu tiên là mình quay trở lại sân cầu sau biết bao nhiêu tháng rồi. 4 tháng, 5 tháng trời không có vô sân cầu, không có gặp mọi người trong sân cầu. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mình trở lại. Thì cái đợt cách ly ấy, thì mình cũng có chơi đánh cầu ở trong công ty. Nhưng mà đánh trong công ty thì sân mình vẽ tạm bợ rồi. Đánh cũng ấy, cũng có mỗi bếp phó thằng Binh chơi chung mà. Nó không có gặp nhiều người, nhiều đối thủ mạnh. Cho nên là hôm nay là sẽ quay trở lại sân cầu. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip chia sẻ một cái buổi đi đánh cầu của mình như thế nào. Thì bình thường thì nó cũng không có gì đặc biệt đâu các bạn. Nhưng mà cái hôm nay là cái ngày đầu tiên mình quay trở lại sân cầu á, thì mình phải quay một cái clip như vậy để coi phản ứng của mọi người như thế nào. Với lại khi mà thấy mình quay clip á, thì mọi người sẽ bớt bớt lại, chứ mọi người không có hành hạ mình quá. Chứ thôi mình vô làm thấy ghê, làm cũng ghê, họ quýnh mình luôn trong đó không chừng. Cái chừng vô thế đè ra cắn luôn không chừng nữa. Nên là phải làm cái clip chắc kèo để chia sẻ với các bạn, cũng là bảo vệ bản thân mình khỏi sự quá khích của những anh em trong sân cầu. Nên các bạn theo chân mình nha. Cái địa điểm sắp tới mình sẽ đi là sân cầu lông Đăng Khoa. Sân Đăng Khoa nó gần ở ngã tư Bửu Long. Thì sân này có một cái anh chủ sân rất là dễ thương, này là anh Tùng đó, mình gọi là anh Tùng. Anh Tùng cũng hay đi nhậu với anh em mình lắm. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng theo chân mình đi tới sân cầu lông Đăng Khoa ha. Rồi các bạn theo dõi một cái ngày chơi của mình bình thường như thế nào nhé. Rồi mời các bạn. Máy mình quay không được tốt lắm, nó chất lượng cũng không ấy, nó hơi mờ, các bạn thông cảm nha. Xoay nhà thờ Biên Hòa, nhà văn hóa thiếu nhi nè các bạn. Nhà mình thì đi bộ ở đây cũng nhanh. Cái xe tải này, cái xe Việt Nam Post thì chạy kinh quá. Đây là khu vực chợ Biên Hòa nè các bạn. Tới nơi rồi nha các bạn. Biết xe ai đây ta? Expander. Đó, sân cầu lông Đăng Khoa. Rồi. Đây là con đường mình đi vô. Mình cầm tay cho nó hơi gần một xíu nha các bạn. Đó. Là xe. Đó, này giờ quay phim nè, quay phim baby đi đánh cầu nè, sexy nè. Dạ thua rồi thôi chứ gì khóc, trời ơi. Cười gì quên nha, chúc mừng sinh nhật bữa ra không được, xin lỗi tội lỗi quá. Tí nhậu lại nha. Đó, đây là quang cảnh sân cầu nha các bạn. Nay là cho lên YouTube hết luôn nha. Đó. Đây là cặp da. Đó. Đây là bà nội. Đó. Lâu lắm rồi mới gặp, 4 năm 6 7 tháng rồi mới gặp. Mặt vẫn dâm đảng như xưa. Nay để riêng mẹ. Quỷ nơi để riêng mé. Đó, đây là đi qua đây, đó, sexy. Đây là lão đại của sân cầu nữa. Rất là già rồi mà còn đô lắm.
vú rồi còn kêu vú. YouTube mà, trời, ta làm kênh YouTube sân cầu mà. Anh Tâm là bữa nhậu chưa, anh Tâm gọi điện mà họ không nghe ra giọng luôn. Giọng anh Tâm qua điện thoại giống giọng Minh nghe không ra. Dạ. Giọng Minh mập đó chứ. À, giọng hai người giống giống nhau. Tại bữa trưa hôm đó vừa mới nói chuyện với Minh xong. Cái anh Tâm lại hỏi biết ai không, là thằng Minh nó hay hỏi em vậy lắm. Nó hỏi em biết ai không? Nó chúa luôn á, nó nhậu xong cái là nó gọi điện nghe hỏi biết ai không? Lại dây đàn thì có Minh mập thôi. Vô tình anh Tâm hỏi ngay khớp luôn, nói Minh mập hả? Ngay khớp luôn. Sao chú? Giờ 2V hả chú? Đó, giờ 2V nha. Đúng rồi, thì còn chiêu. Bữa con mua đường thùng ở nhà hả? Nhà này nó bị động kinh. À, được. Cái ngồi quay video sân cầu rồi lên chia sẻ anh em được. Lâu quá đi rồi nhớ sân. Nhờ ở nhà tròn chân gì chứ. Nhờ không nhớ gì nhớ sân cầu. Mấy sân cầu toàn mấy quỷ dâm đảng thôi mà cũng nhớ chưa. Thiệt luôn. Nhà xong chưa? Dạ. Nhà xong chưa? Chắc phải trước Noel nè. Trước Noel xong. Trước Noel xong hả? Dạ, đang trong giai đoạn hoàn thiện nè. Chà tới sơn thì xong mới là đang lắp toilet với lại làm nội thất. Nội thất nó đáp với 10 ngàn. Thất 10 ngàn. Dạ. Con thì nó lâu lắm chứ 10 ngàn sau rồi. Dạ. Nội thất cả tháng á. Dạ. Có 10 ngàn với cả tháng. Dạ, chết rồi lâu lắm. Không chà rồi, chà chết xong hết rồi. Giờ là vô, vô mới sơn luôn rồi. Giờ chỉ còn cái nội thất vô bếp với lại tủ rồi giường này kia thôi. Đó, cái đó thì nó ráo 10 ngày đó chứ sơn cà bữa giờ xong hết. Có tủ giường nó bao luôn hả? Không, tủ giường riêng á, là hợp đồng với bên nội thất riêng. Riêng thì mình mua về đưa cho thôi. Đúng rồi, nhưng mà ý là làm nó thiết kế cho đẹp luôn. Nó làm đồng bộ. Thiết kế luôn hả? Thiết kế nội thất rồi nó đưa màu sắc nó phối cho mình coi sẵn á. Coi nó làm sao. Với anh mua về anh lựa màu nó không có theo concept. Mặc dù em mua thì em đặt cái này á là phòng nào nó cũng theo đồng bộ hết luôn. Thank you.
Không tin. Bây giờ chưa thấy cái ba cái luôn. Cô vô được cái hạt, cái bọt. Làm gì 6 cái. Đâu, cái này gọi là
Tên khác hả? Khác. Cái món hả? Khác. Khác là một tên. À. Game. Game. Tên trong game. Đây là 3 cái. 6 cái nữa không? Hơn ghê luôn. Ở dưới rùi rùi. 6 cái. 6 cái. 3 cái. Một cái game nó cũng là ghê chứ. Không ngờ luôn, mà hơi siêu nhân giỏi ấy, đừng có vô vậy. Không. Không ngờ luôn. Không ngờ luôn, cô cứ tệ vậy. Mai mốt 10 cái. 10 cái là dẫn đến cà phê ha. Khi nào 10 cái là nhớ mình bán cho bữa dẫn đến cà phê nha. Đúng rồi. Cô nha. Để mình chơi ha. Để mình về 9 giờ đi chứ. Bye bye. Đúng rồi, đúng rồi. Có thể hạ là gì mà số 1 trong game luôn á. Ghê vậy? Anh có thể cho em biết cái cảm giác mà mình vừa thắng cái xe gì rồi sao anh nè? Rất là sung sướng. Dạ. Xe đầu thua tới 10 trắng. Rất là sung sướng. Mà. Không em có thấy là mình ăn may mắn thôi. Do đối phương hôm nay không hay lắm thôi. Có đối phương nhiều đúng xe ba. Ủa ba xe rồi mà. Có hai ba. Ba rồi ta.